Xin chào các bạn quay trở lại với kênh BBBAP BAP. Ngày hôm nay Bắp sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về chiếc kính mát. Kính mát là những cái cặp kính mà mình mang buổi trưa để mà chống nắng á các bạn. Cái kiến mà bây giờ nhiều người không mang chống nắng mà mang cho đẹp cũng có nữa. Và Bắp sẽ đặt tên cho nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay tên là Hùng để tiện việc kể chuyện nha. Sát bên nhà Hùng là nhà của một người đàn ông khá là kỳ lạ, bởi vì ông này sống rất là ẩn dật, rất là ẩn mình luôn. Ông không có giao lưu với những người ở trong xóm. Mà ổng á lạ một cái là lúc nào ổng cũng bận một bộ đồ màu đen từ đầu cho tới chân luôn các bạn. Mỗi lần á mà Hùng mở cửa ra và nhìn sang nhà ổng là y như rằng thấy ổng các bạn. Nhìn sang nhà ổng thấy ổng ngồi trước cửa nhà bận nguyên một bộ đồ màu đen và đeo một cái mắt kiến râm màu đen. Cái ông này ổng không bao giờ nói chuyện với người khác các bạn, ổng chỉ ngồi ở trước cửa nhà ổng nhìn đường thôi, mà không biết là có phải ổng nhìn đường hay không, cũng không biết là ổng có phải là bị mù hay không nữa, chỉ biết là ổng đeo mắt kiến. Bởi vì những người khiếm thị người ta cũng hay đeo mắt kiến lắm. Còn ông này thì không biết các bạn. Mặc dù là hàng xóm với nhau nhưng mà thấy người ta kiểu như cũng không có muốn giao lưu với người khác, không có muốn nói chuyện với người khác, thì Hùng cũng không có nói chuyện với ổng. Thì chỉ thắc mắc là mỗi lần mà mở cửa ra thì thấy ổng cứ ngồi trước cửa như vậy thôi. Thì ông này cũng rảnh thiệt. Một đêm nọ, đột nhiên buổi tối Hùng bị đánh thức bởi một tiếng hét. Mà cái tiếng hét đó rất là chói tai và inh tai, giống như là cái nhà kế bên, cái nhà của cái ông già bí ẩn đó đó các bạn. Giống như là có ai ở đó hét lên rất là to. Thì lúc mà nghe tiếng hét như vậy thì Hùng giật mình dậy. Khi mà giật mình dậy á thì lại không có nghe tiếng đó nữa. Thì Hùng mới kê cái lỗ tai qua sát vách cái tường, bởi vì cái phòng ngủ của Hùng mới giống như là sát vách với lại cái nhà của cái ông kia luôn. Thì Hùng mới kê lỗ tai vào trong cái vách để nghe. Thì kê vào lỗ tai nghe không có nghe được cái gì hết các bạn. Không khí ban đêm im lặng luôn các bạn, không có nghe gì hết. Thì lúc này thì Hùng cũng không có nghĩ gì nhiều, nằm xuống ngủ tiếp. Đến ngày hôm sau khi mà thức dậy và nhìn sang cái nhà đối diện lại thấy ổng ngồi trước cửa nhà giống như thường lệ các bạn, không như là không có chuyện gì xảy ra hết. Thì Hùng cũng thắc mắc nhưng mà cũng không có muốn hỏi ổng. Lúc này thì Hùng cố gắng quên đi cái chuyện đó thôi. Qua đêm hôm sau thì tối hôm đó Hùng ngủ vẫn bị cái tiếng hét chói tai đó làm cho Hùng thức dậy các bạn. Thì khi mà thức dậy thì Hùng lại một lần nữa tính chạy qua gõ cửa để hỏi có chuyện gì xảy ra. Vừa mới tính đi thì tiếng hét kia lại dừng lại một lần nữa và màn đêm lại tĩnh mịch im lặng. Hùng lúc này cũng không biết chuyện gì xảy ra, tự nhiên đêm nào cũng đang là ngủ ngon làm cho giật mình dậy thì cũng rất là bực mình các bạn. Thì dĩ nhiên là lần đầu thì không sao, nhưng mà lần thứ nhì rồi, rồi lỡ lần sau lại xảy ra nữa thì sao. Nhưng mà lúc này thì nghe im lặng, Hùng cũng không có muốn là đánh động gì tới bên kia. Thì thôi, bên kia im rồi thì chắc là cũng không có chuyện gì xảy ra đâu. Thì lúc này Hùng cũng không có qua bên kia, không có hỏi gì hết, cứ nằm xuống mà ngủ tiếp. Sáng ngày hôm sau Hùng lại nhìn sang nhà kế bên. Thì khi mình nhìn sang thì không thấy cái ông kia nữa các bạn. Ổng đi đâu rồi á, và nhìn ở trước cửa nhà thì không thấy xe của ổng. Bởi vì thường thường ở bên Mỹ á, những cái xe người ta thường hay để trước cửa nhà, xe hơi á các bạn, để trước cửa nhà hoặc là để ở trong cái garage, cái chỗ để mà để xe ở trong nhà. Nhưng mà đối với cái ông hàng xóm của Hùng á thì lúc nào Hùng cũng thấy ổng với lại chiếc xe ở trước cửa nhà ổng hết. Lần này thì không thấy xe ổng thì chắc là ổng đã lái xe đi đâu đó rồi. Như vậy là cũng chứng tỏ một điều là ổng không hề bị mù các bạn, bởi vì bị mù thì làm sao lái xe được đúng không? Cho nên chắc chắn một điều là ổng chỉ đeo mắt kiến râm để mà che đậy một cái điều gì đó thôi, chứ ổng không phải là bị mù. Tối hôm đó khi ngủ, Hùng vẫn bị một cái tiếng ồn làm cho tỉnh dậy. Nhưng mà khác với hai đêm trước là nghe tiếng hét chói tai, nhưng mà đêm hôm nay thì không phải là tiếng hét nữa, mà là tiếng nước chảy róc rách các bạn. Nước mà nó chảy qua những cái ống cống á, giống như là bị bể ống nước hay sao đó, mà nước nó chảy rất là ồn, ồn đến độ mà Hùng không ngủ được luôn, phải tỉnh dậy. Thì khi mà tỉnh dậy thì Hùng mới quyết định đi qua bên nhà hàng xóm để xem là chuyện gì xảy ra, là cũng là cái nhà của cái ông đó luôn á các bạn. Bởi vì là nhà sát vách, những cái âm thanh bên kia có cái gì dội qua là bên đây nghe rất là rõ. Mà nghe như vậy là Hùng sẽ không thể nào ngủ được, cho nên Hùng quyết định đi qua gõ cửa. Thì gõ cửa hoài cũng không thấy ai mở cửa hết các bạn. Nhìn ra trước cửa nhà thì không thấy xe ông kia, thì có lẽ như là ổng đi vẫn chưa về. Mà lúc này Hùng không có muốn quay trở về ngủ, bởi vì bây giờ quay trở về ngủ cũng ngủ không được. Hùng mới có một quyết định táo bạo là sẽ đột nhập vào nhà của ông này. Hùng là một người rất là dễ quên và hay để quên chìa khóa, mà để quên chìa khóa riết đến độ mà các bạn tưởng tượng là tự mở, tự tìm cách mở cái khóa đó ra, bây giờ thành ra có cái nghề mở ổ khóa luôn. Và Hùng đã nhờ vào cái tay nghề tự mở ổ khóa đó của mình mà cố gắng mở cậy cái ổ khóa của cái ông kia, của nhà ông kia ra. Thì cứ lấy một cái cây giống như là cái cây kẽm á, rồi chọt sao đó một hồi thì tự nhiên mở ra được. Hùng mở ra được cái cửa rồi đi vào bên trong nhà, thì thấy ở trong nhà một cái cảnh tượng rất là hỗn độn. Trời ơi, ở trong nhà giống như là ai đó đã chạy xung quanh nhà, sau đó lật tung cái nhà đó ra vậy đó các bạn. Sách vở báo chí thì bị xé ra và rải rác khắp nhà. Đã vậy đồ nội thất là bị đập bể nát hết các bạn. Lúc này dĩ nhiên đèn ở trong phòng đang sáng, bởi vì đi vào bên trong nhà là Hùng mở đèn lên. Thì thấy cái cảnh tượng như vậy, thấy cái ông này, ủa nhà cửa gì mà kỳ cục, làm như là có trộm đột nhập vào trong nhà vậy đó. Đoạn Hùng mới cố gắng nghe thử xem là cái tiếng nước chảy ở đâu, và lần theo cái tiếng đó mà đi vào thì có lẽ như là tiếng nước chảy ở bên trong nhà vệ sinh, cái phòng tắm á các bạn. Thì khi mà mở cửa phòng tắm ra thì thấy tá hỏa tâm tinh, ở trong phòng tắm máu không là máu các bạn, máu dính ở đầy tường, những cái vệt máu đây ở trong nhà vệ sinh. Còn cái bồn nước thì là một cái bồn nước bình thường thôi, nhưng mà giống
giống như là xả nước ra nhưng mà không có được đậy lại á các bạn, và nó tràn ra hết bên ngoài luôn. Lúc này Hùng thấy máu là thấy ớn rồi, ở bên ngoài cảnh tượng như vậy, ở bên trong còn thấy máu rồi tùm lum tùm la hết thì cũng ớn, nhưng mà không hiểu sao vẫn đi tới giơ tay ra và cố gắng tắt cái vòi nước đó đi, bởi vì cái tiếng ồn đó là phát ra từ cái vòi nước mà. Khi mà tắt cái vòi nước đó thì tự nhiên nghe một cái tiếng pop lớn. Khi mà tiếng pop lớn nó vang lên, đèn ở trong nhà tắt hết các bạn, tối thui luôn. Lúc này mọi cảnh vật chìm trong bóng tối và chỉ có một cái ánh sáng, một cái ánh, nói chung là nó tối nhưng mà các bạn vẫn thấy mờ mờ á. Trong cái khoảng không mờ mờ đó, Hùng thấy có một cái gì đó đang nhìn Hùng. Và khi mình quay sang nhìn á thì Hùng thấy giống như là một cái cặp mắt trong bóng tối á các bạn. Thì lúc này Hùng sợ quá lực đợt chạy, giống như là chạy theo quán tính thôi, chạy thẳng một mạch ra bên ngoài mà cũng không biết sao lúc đó hên tối thui chạy nhưng mà không có bị đụng vào những cái bức tường. Chạy một mạch về tới nhà, an toàn về tới nhà. Trời, về tới nhà là ổng đóng hết tất cả cửa trong nhà lại, sợ quá trời sợ, trong nhà thở hổn hển luôn. Nhưng mà cái này là Hùng sai các bạn, bởi vì ổng không có ở nhà, tự nhiên cậy cửa đi vào nhà người ta rồi vô nhà người ta như vậy mà có chuyện gì xảy ra ở trong đó thì đâu có than trời trách đất được, tự mình tìm đến cái chết mà, đừng có trách nước biển tại sao lại mặn. Quay trở lại câu chuyện của Hùng, khi mà về tới nhà đóng tất cả các cửa lại thì Hùng lúc này mới bình tĩnh lại, suy nghĩ lại. Tại vì cái lúc mà Hùng dậy á, rồi đi qua bên kia thì rất là mệt các bạn, đang ngủ ngon giấc mà tự nhiên bị giật mình dậy, rồi cứ đờ đờ đẫn đẫn đi qua bên kia, đã dậy còn ráng cậy cửa đi vào trong nhà ông đó nữa. Hùng chỉ nghĩ á, là khi mà Hùng đi vào bên trong cái nhà tắm thì cái đoạn mà đi vào trong nhà tắm á, thì đi vào thì nhìn thấy nước rồi nhìn bức tường chỉ là nhìn sơ qua thôi, thì thấy cái màu đỏ như vậy cũng không có nhìn kỹ là có phải là máu hay không. Thì Hùng chỉ nghĩ là có thể là do mình nhìn hoa mắt thôi ban đêm, mà do ánh đèn của cái nhà lạ nữa làm cho mình bị hoa mắt, chứ chắc là cũng không phải là máu đâu. Cái lúc đó Hùng chưa kịp nhìn kỹ gì hết đã tắt nước rồi, thì khi tắt nước là đèn đã tắt, cho nên tất cả các khung cảnh ở đó rất là hoảng loạn. Có thể là khi mà mình đang ở trong một cái ánh sáng rồi đèn tự nhiên tắt tối thui luôn thì mình sẽ bị hoa mắt. Cái lúc mà bị hoa mắt có thể là Hùng nhìn nhầm là có một cái cặp mắt nào đó nhìn Hùng, nhưng mà thực ra là không phải là như vậy, chỉ là Hùng tự giống như là tự mình nhát mình thôi chứ không phải là có cái cặp mắt nhìn mình. Chứ làm gì mà có cái chuyện kinh khủng, có cái gì nhìn mình, làm sao mà có thể thấy được một cái cặp mắt ở trong bóng đêm nhìn mình được, không có ai đó thì ai mà nhìn Hùng. Thì Hùng lúc này chỉ là cố gắng trấn tĩnh mình như vậy thôi. Đang cố gắng trấn tĩnh mình thì Hùng nghe cái tiếng sột soạt ở ngoài cửa sổ. Lúc này cửa đóng hết rồi các bạn, nhưng mà cái cửa sổ là cửa kính cho nên Hùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy ở ngoài cửa sổ có một cái bụi rậm. Nhìn qua cái bụi rậm đó thì giống như là có một cái đôi mắt đang nhìn Hùng, đang nhìn chằm chằm và quan sát theo dõi Hùng. Hùng lúc này cái người cứng đơ luôn các bạn. Nhìn và theo dõi, nhìn kỹ lên một lần nữa thì rõ ràng thấy đó là một cái đôi mắt, là chỉ có một cặp mắt thôi nha các bạn, không có người nào hết. Có hai cái cặp mắt trong bóng đêm nhìn Hùng thôi, không có người, không có mặt, mũi, tay, chân gì hết. Lúc này Hùng mới thét lên thật là to, sau đó nhìn lại thì cái cặp mắt đó biến đi. Lại một lần nữa, Hùng không biết chắc là cái đó có phải thật là như vậy hay không, hay là mình bị điên rồi. Hùng mới vơ lấy cái chai rượu whisky ở bên cạnh rồi uống. Tại lúc này sợ quá không biết làm hết các bạn, uống rượu. Khi uống vài ngụm thì đột nhiên nghe thấy cái tiếng động ở đằng cửa trước. Trời, lúc này đang rất là sợ các bạn, tự nhiên nghe tiếng động ở cửa trước giống như là có ai sột soạt đi qua đi lại ở cửa trước. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Hùng các bạn. Sau đó Hùng cầm một cái con dao để mà tự vệ, từ từ đi lên cửa trước. Đi lên cửa trước không có mở cửa các bạn, chỉ mở một cái tấm màn, tại vì ở đằng cửa trước là có một cái rèm cửa, thì Hùng mới mở cái rèm cửa đó ra và nhìn lên đằng trước xem là ai ở đằng trước. Khi mà mở cái rèm cửa đó ra nhìn lên thì thấy nguyên một cái cặp mắt nhìn thẳng vào trong Hùng các bạn, giống như là mở cái rèm cửa ra thì thấy ở ngoài kia nguyên một cặp mắt nó nhìn mình. Chỉ có cặp mắt thôi các bạn, hai cái tròng mắt thôi. Lúc này Hùng quảng hồn văng luôn dao các bạn, chạy một mạch vào trong nhà bếp, chạy vào trong nhà bếp đóng cửa nhà bếp lại, sau đó còn kéo cái tủ lạnh để mà chắn cái cửa nhà bếp nữa. Thì xong cái đi lùi lại, khi mà đi lùi lại thì nhà bếp lại có cửa sổ các bạn, nhà gì mà quá trời cửa. Nhìn ra ngoài cái cửa sổ thì lại là thấy cái cặp mắt đó từ bên ngoài nhìn vào bên trong, nhìn Hùng các bạn, nhìn chăm. Hùng lúc này sợ quá mới co người lại vào trong cái góc, đi vào trong cái góc rồi Hùng nhìn cái cặp mắt đó, rồi cặp mắt nó nhìn Hùng, nhìn qua cái cửa sổ các bạn, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng. Cái cặp mắt đó vẫn ở ngoài cửa sổ và nhìn thẳng vào trong Hùng. Các bạn tưởng tượng cái cảnh mà Hùng ngồi ở trong góc đối diện với cái cửa sổ, ở ngoài cửa sổ là có một cái cặp mắt nhìn trừng trừng vào trong Hùng. Rồi Hùng bây giờ sợ quá không chạy nổi, không làm gì nổi, chỉ ngồi gục xuống một chỗ thôi. Rồi mắt cũng vẫn sợ đến nỗi mà cái mắt đặt một chỗ luôn á, không có di chuyển được luôn á. Rồi Hùng vẫn nhìn cái cặp mắt đó, rồi cặp mắt đó vẫn nhìn Hùng, bốn mắt nhìn nhau không chớp mắt luôn các bạn. Rồi nhìn mệt quá thì Hùng cũng ngồi cứ nhìn như vậy, có cảm giác như là thời gian ngưng động và không bao giờ trôi. Cái cảm giác như là Hùng đang ở địa ngục đó các bạn, rất là hoảng sợ. Và từng giây từng phút trôi qua là cái tim cứ đập thình thịch sợ như vậy. Rồi từ từ rơi vào giấc ngủ hồi nào cũng không hay các bạn, cũng không biết là do ổng ngủ, ổng mệt quá ổng ngủ hay là do cái rượu làm cho ổng ngủ. Nhưng mà chỉ biết là khi mà tỉnh dậy là màn đêm đã tan đi rồi, ban ngày rồi các bạn.
cái cặp mắt kia cũng biến mất rồi. Lúc mà tỉnh dậy, Hùng mới từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra hồi hôm qua. Nhớ tới đâu sợ tới đó các bạn, tự nhiên nghe tiếng cửa đằng trước gõ cong 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 đằng trước, thì Hùng mới giật mình. Nghe cái tiếng gõ là tự nhiên giật mình các bạn. Cái tiếng gõ càng ngày càng lớn thì Hùng mới từ từ đi lên đằng trước, mà lúc này ban ngày rồi thì cũng bớt sợ rồi. Khi mà mở cái rèm cửa ra thấy cái ông hàng xóm, thì lúc này Hùng cũng mở cửa ra và nói chuyện với ông đó, là lần đầu tiên ổng qua nói chuyện với Hùng luôn các bạn. Lần đầu tiên trong cuộc đời luôn, ổng qua ổng tự động gõ cửa và nói chuyện với Hùng. Khi mở cửa ra cái ông kia ổng mới nắm giống như là chào buổi sáng. Thì Hùng cũng nói là chào buổi sáng. Sau đó ổng mới hỏi là hồi qua tôi có việc tôi đi xa thì anh có thấy ai đột nhập vào trong nhà của tôi không? Thì Hùng mới nói là Hùng xạo các bạn, tại vì cái người đột nhập vào nhà ổng là Hùng chứ ai. Thì Hùng xạo là không, tôi có ai đâu, tôi đâu nghe gì đâu, tôi ở sát nhà ông mà tôi đâu nghe gì đâu. Thì ổng mới nói là ồ vậy hả, rồi cảm ơn thôi các bạn, rồi ổng quay đầu ổng định bỏ đi. Trước khi mà đi á thì ổng còn nói với Hùng là chúc anh một ngày tốt đẹp nữa. Sau đó thì Hùng cũng lịch sự nói là ờ cảm ơn ông cũng vậy nha. Rồi ổng mới đi được một đoạn, đang đi qua bên nhà của ổng thì ổng mới dừng bước lại, quay trở lại Hùng và nói với Hùng một câu như thế này: từ giờ trở đi, ổng vừa nói các bạn, ổng vừa nói, ổng vừa cười, ổng vừa mở cái mắt kiến ra. Khi mà ổng mở cái mắt kiến ra để lộ hai cái hốc mắt trống rỗng, không có mắt các bạn, không có cái tròng mắt luôn. Hai cái hốc mắt, chỉ thấy là hai cái hốc mắt thôi. Và ổng nói với Hùng là từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn để mắt đến anh. Cái câu từ giờ trở đi tôi sẽ luôn để mắt tới anh là có hai ý đó các bạn, ý đen và ý bóng luôn á. Nghĩa bóng là từ giờ trở đi là tao sẽ để mắt tới mày đó, cho nên cẩn thận, làm cái gì cũng phải cẩn thận á, đừng có để là tao chộp phải cái điều gì mà mày làm sai trái. Còn cái nghĩa đen là nhìn á, là luôn để mắt luôn á, là lúc nào cũng sẽ nhìn như thế này. Và hết chuyện rồi các bạn, thì rõ ràng cái cặp mắt đó là cặp mắt của cái ông hàng xóm. Cái cặp mắt trong đêm mà cặp mắt mà không có gương mặt, chỉ có một cái đôi mắt thôi, cứ bay qua bay lại và nhìn Hùng là cặp mắt của ông hàng xóm. Ổng đi rồi mà ổng vẫn để lại đôi mắt ở nhà các bạn. Nhưng mà cái ông đó là cái gì? Ổng là SCP hả? Hay ổng là cái gì? Tại sao ổng một nơi mà cặp mắt của ổng lại ở một nơi? Như vậy là bình thường ổng để mắt kiến đâu ai thấy trong con mắt của ổng là mắt của ổng hay là cái hốc mắt đâu. Vậy là bình thường ông để cặp mắt của ông ở đâu? Ở trong nhà hả? Ông cất ở trong nhà hả? À đi đâu cứ để cặp mắt ở nhà để cho nó coi nhà, có ăn trộm vô thì cũng biết là ai ăn trộm. Cũng hay ha. Và Bắp vẫn đang thắc mắc á, là những cái vệt máu ở trong cái nhà vệ sinh của ông là của ai? Và cái tiếng hét làm cho Hùng thức dậy lúc nửa đêm là tiếng hét của ai? Và ông đi á, thì tại sao ông lại đi như vậy? Tại sao ông cố tình ông đi để ông dụ Hùng qua như vậy hay là tại sao? Và nói chung là vẫn có rất là nhiều thắc mắc. Câu chuyện này giống như là một cái câu chuyện mà chưa thật sự hoàn thiện á. Nếu mà viết thêm nữa thì chúng ta vẫn có thể khai thác thêm được nhiều tình huống khác nữa. Nhưng mà tác giả chỉ viết tới đó và chỉ kể cho chúng ta nghe tới đó thôi các bạn. Thì Bắp chỉ biết tới đó thôi. Và đó là những thắc mắc của Bắp và những cái nghi ngờ, nghi vấn của Bắp về cái câu chuyện này. Nhưng mà cái câu chuyện này đắt nhất là câu chốt các bạn. Tôi sẽ luôn để mắt tới anh. Đây là câu giải mã cho toàn bộ câu chuyện. Và đây cũng là cái câu là tạo nên cái sự rùng rợn cho toàn bộ câu chuyện hơn. Khúc đầu chỉ là dạo thôi, khúc cuối là chốt. Chốt là hết, hết một câu cuối thôi. Những cái thể loại truyện creepypasta thường này nó như vậy, nó sẽ chốt ở câu cuối và nó sẽ làm cho mình rợn hết gai ốc ở câu cuối các bạn. Và đó là video kể chuyện creepypasta của chúng ta ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.